thì cái anh này anh đẩy mấy cái xe bán mấy cái đồ treo Tết này, rất là gặp gỡ luôn. Vạn sự như ý nè, bán hình rồng nhiều lắm. Bán một năm rồi. Giờ này là bán thu luôn rồi. À, giờ này là cũng đã ngon rồi ha. Mua người ta biếu rồi. Dạ, năm. Mấy cô đang soạn đồ Tết. Quay là phải bao nhiêu nha, phải chợ truyền thống phải đông ào ào vô nha, chứ chợ truyền thống thì là chết danh rồi. Sao thấy năm nay ít người đi mua vậy chú? Rồi năm nay đắt dữ lắm đấy, đắt dữ lắm, không thấy người chạy lắm, mắt này chạy từ đầu trên tới đầu dưới thử đụng người à. Đắt quá không thấy tay lắm chứ sao. Dạ. Hay là gần chút nữa, gần Tết chút nữa mới mua đi cô. Không biết em ơi. Căng quá khổ rồi. Nhìn chung rồi. Như năm rồi bữa nay là đắt không cô? Đắt đắt. Ê ê xèo xèo. À. Hôm nay xèo xèo ê. Cũng có người buôn bán hết, không ai bỏ. Cũng đỡ, chắc bán lay gai. Không ai mua chứ. Mà sáng giờ có bán được mối nào không cô? Bán được bộ đồ 140 ngàn. Dạ. Rồi năm trước là nó là sao cô? Năm trước bán được không? Năm trước đỡ hơn năm nay, năm trước thì nhiều mấy. Chứ đâu có mà năm nay gì đâu, mỗi một năm gì trơn. Dạ, không ai đi vô chân ha. Dạ. Chân chân không lọt đâu. À vậy hả cô? Chợ chân chân không lọt đâu, người ta đi dữ lắm. Dạ. Năm nay nè, có hội chợ nè, bán trên mạng nè, rồi bán mấy cái xe đẩy ở ngoài đường nè, ôi bán đông lắm. Dạ. Mấy người trong đây là mấy trong cái đại. Dạ. Ở trong nhà lòng chợ thì thường người ta ít vô hơn mấy cái người bán ngoài lề đường. Xe rồi tùm lắm chứ. Dạ. Đây thì mình thấy người ta đang mua mấy cái tấm liễn treo nè, với nơi bán bao lì xì treo Tết. Tết thì người ta bán mấy cái này nhìn rất là đẹp luôn. Thì bán mấy cái tấm dán ở trước cửa nè. Chanh gì treo Tết, chanh mèo rồi rất là rực rỡ luôn. Chào quý cô chú anh chị, rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị trên lớp tiếp theo của em. Hôm nay cùng em về đi về Đồng Tháp đi chợ Tết Sa Đéc. Chợ Sa Đéc là một ngôi chợ rất là lớn, cũng rất là nổi tiếng, bán rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là Tết sẽ trưng ra nhiều đồ để bán. Xin mời quý ông bà cô chú anh chị cùng em đi chợ nha. Trước mặt quý ông bà cô chú anh chị là cầu Cái Sơn 2. Đó, mình đi về chợ Sa Đéc thì mình đi về hướng này. Hướng này là hướng đi về chợ Sa Đéc. Ngay chân cầu Cái Sơn 2 lúc này mình thấy người ta bày bông ra bán rất là nhiều luôn nè. Bán này là bán bông vàng thọ. Vàng thọ để trưng Tết. Cúng sắp tới là cúng đưa ông táo về trời đó. Cho nên là giờ người ta buôn bán bông rất là nhiều luôn. Này là bán bông vàng thọ. Bông vàng thọ quá trời nhiều luôn. Này là bán khoai lang. Bây giờ bán được không anh? Dạ được. Được. Dạ. Chợ tới trên đây luôn hả? Dạ. Em tưởng đâu ở dưới không à? Dạ. Kéo. À, kéo lên tới cầu Cái Sơn luôn. Dạ. Dạ. Vậy là công an đi ngang là mình phải dọn hả? Dạ. Rồi đi chỗ khác bán nữa. Trời ơi. Tới giờ là 10 giờ mấy 11 giờ nó bắt đầu nó đi vừa ngủ mình cho nó bán. À dạ. Rồi cô hú cô bán cái này cái gì cô? Vú sữa đất. À vú sữa đất hả? Cái này là viên ngâm rượu phải không? À vú sữa đất. Cái này là bà con cô bác thấy ở trên những cái nền gạch mà gạch tàu á, nó hay mọc lắm. Dạ mọi người. Dạ không chị. Này bán cải ngọt bắp cải.
Còn phía đây là bán hộp vịt nè, hộp kè. Quá trời luôn. Cái này khó ôm chạy lắm đó. Trứng thì khó chạy. Dạ. Dạ. Chị bé hộp vịt đã chạy đồng nè. Phía bên này thì anh em bán khô. À, bán khô mực có phai. Giờ này là người ta đã bày bán bông ra rồi đó. Này là bông cúng. Người ta bán bông nè. Bông cúng. Bây giờ mình sẽ đi xuôi theo cầu Cái Sơn đi về hướng chợ Sa Đéc nha. À, mình thấy ở đây cô chú cũng bày bán ở đây cũng rất là nhiều luôn. À, chúc mấy cô bán đắt nha. Bán mau hết khỏi chạy. Cô này cô bán còn có mấy bông nữa hả? Mấy bông nữa hết rồi. Không chạy cũng dễ. Giờ mình sẽ đi xuôi xuống dưới đây để đến chợ Sa Đéc. Thì chợ Sa Đéc nổi tiếng là trái cây với bông hoa. Chợ Sa Đéc thì cách làng hoa Sa Đéc mình độ khoảng cỡ 5 cây số là tới. Hiện giờ là em đang đi trên con đường Trần Hưng Đạo. Đường này đi hết con đường này sẽ tới đường Nguyễn Sinh Sắc. Từ đó cô chú anh chị có thể quẹo trái đi về cầu Mỹ Thuận và quẹo phải đi về Cao Lãnh, phố Cao Lãnh. Đây bắt đầu tôi thấy buôn bán rất là tấp nập luôn anh. Thành phố Sa Đéc thì rất là sầm uất, buôn bán rất là tấp nập. Thì ở Sa Đéc cũng là chợ đầu mối cho các chợ nhỏ đi lấy hàng. Chỉ ở khu vực lân cận thôi, còn ở xa xa chút nữa thì người ta cũng có những cái chợ đầu mối riêng. Ở trên đường là bắt đầu mình thấy người ta bán trái cây dưa hấu rồi nè. Dưa hấu đủ đủ, chuối, bắp. Đây là đường Lý Thường Kiệt. Sáng sớm thì mình thấy lượng xe cộ đổ về chợ Sa Đéc rất là đông luôn để đi mua đồ ăn, đi mua những cái mặt hàng thiết yếu trong gia đình, đặc biệt là gần Tết người ta cũng đi mua đồ để chuẩn bị cho Tết. Ở đây mình thấy có một tiệm cô này bày bán bánh mứt nè, những cái giỏ quà để đi Tết. Những cái giỏ quà rất là đẹp luôn. Phía bên đây là bánh mứt, rồi là bán theo ký, rồi là bắp là 10 đô la đô la. Dạ. Có bắp có hoài bán không? 10.000 đồng 100 gram. Hiện nay là rất là ngon. Dạ. Bán tiền bán đô la không phải không? Ờ, năm nay là đô la chứ nè, 50 xu phải không? Dạ. Cái đó là bán thì sao vậy chú? 10.100 gram. À 10.100 gram. Rồi. Là 100.000 đồng một ký. 100.000 đồng ký đây. Dạ. Tất cả các loại bánh. Dạ. Cái này đồng tiền vàng luôn. Dạ. Bán vàng với bán đô la không ạ? Đô la luôn. Dạ. Năm nay cho đét ngon rồi. Cân. Ở bán bánh kẹo. Cái này là cô này bán là theo bán theo ký, 100.000 đồng một ký.
chè kẹo chuối gừng cũng 100.000 đồng một ký luôn. Có sô cô la dâu 200.000 một ký. Sô cô la bên đây là 180.000 đồng một ký. Kẹo dẻo. Nó có gừng nữa đây. Cái màu cam cam đó, sô cô la đó. Hôm nay thì bánh mứt người ta làm sẵn hết luôn. Thứ rồi mua nhang nữa. Nhang này thơm không chú? Thơm. Năm này cục ca một bịch. Dạ. Hôm nay ba ngày này thì bà con nông dân ai cũng vậy đến đây rước ông bà ha. Dạ. Có một nhà luôn thơm nên tưởng này là dạ. Nó nở thì sao chú? Nó nở thì sao? Dạ. Nó nở thì nó nổ. Nở. Nó nở như cái bông mà ha. À. Đốt ra nó nở cái vỏ nó nở ra ha. Ồ nhìn đẹp quá. Cái này là mới á. Mới là loại mới. Vậy là sắp cái này có nở không? Cái nở hoa là cái này nè. Ôi nhiên đốt mà nở nở bông luôn. Bọn này là nó cuốn tròn lại. Bọn này nở hoa 5 cánh hoặc 6 cánh. Nè đẹp quá ha. Cái đẹp. Đốt đẹp lắm. Bữa đó thì đó về đốt xong rồi mua ăn. Dạ. Hôm nay ông báo cáo chứ hiện nay bây giờ nhà nước không. Nay có làm ăn được không? Dạ. Quá trời. Này đúng là năm nay là năm 2005. Dạ. Cái này vừa ăn cơm vừa không nữa, tại vì giờ hiện nay lực giao thông rồi nó dạ. Vừa có sức khỏe vừa lo làm kinh tế. Dạ dạ, bớt nhậu lại ha. Bớt nhậu lại. Con nó vui. Giờ này mấy chị cũng mua bánh mứt rồi quá trời chuẩn bị Tết nè. Thấy bán hàng đắt là mình cũng rất là mừng luôn. Ở bên đây thì mình thấy người ta bày bán mấy cái tấm liễn, mấy cái đồ treo cây mai đó, hoặc là treo ở trong nhà, nhìn nó có mùa xuân quá trời luôn. Mấy cô này cô bán me ngâm nè, xe y. Bây giờ bán được không cô? Xe ghi chính nè, ghi dạ. Rồi thế bự không? Rồi chúc cho cô bán đắt nha. Giờ mình sẽ tiếp tục đi vào bên đây. Ở đây người ta treo mấy cái lồng đèn nè, nhìn rất là rực rỡ. Có treo bánh chưng nữa. Quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Cái quạt quá đẹp luôn. Quạt này về treo tường. Mình treo lên tường rất là đẹp. Phía bên đây là mấy cái lồng đèn. Quá đẹp luôn. Ở phía bên đây thì người ta bán mấy cái đề can dán tường, mấy cái mướp á người ta cắt sẵn dán lên tường. Đây lồng đèn chủ yếu là làm cái gì mà màu sắc đỏ rực rỡ là đẹp. Như cái quạt này quá đẹp luôn nè. Bánh nước 22.000. Rồi giờ này là em đến chợ Sa Đéc luôn rồi đó. Chợ Sa Đéc thì phân ra rất là nhiều khu, như khu bên tay trái của cô chú anh chị là khu bán thực phẩm như thịt, rau, thịt,
Còn phía bên tay phải là khu ăn uống và trái cây, bông hoa. Ở đây mình thấy cô bán bánh tầm quá trời đắt luôn. Bán bún thịt xào, bún thịt nướng. Rất đời. Ở ngay khu chợ thực phẩm rất là đông khách, người ta đi mua đồ luôn. Vì là chị bán dừa nước, dừa nè. Dừa. Chặt tại chỗ luôn. Trên đây là khu ăn uống. Bây giờ mình sẽ đi qua bên khu ăn uống nha. Bên đây có rất là nhiều gian hàng ăn uống, đầy đủ các món hết luôn. Nếu như mà cô chú anh chị có đi du lịch ở Sa Đéc, đi làm qua Sa Đéc thì ghé chợ, ghé khu ăn uống nè, đầy đủ các món luôn, có món mặn, món chay, cơm, hủ tiếu, phở, rất là nhiều. Này người ta ăn hủ tiếu nè. Phía đây là cô này, cô bán bánh, bánh bò, bánh tét, có bán chè nữa, bánh chuối. Quá trời luôn. Bây giờ bán được nhiều không cô? Dạ. Yeah. Bánh này là lúc nào cũng đắt chứ nghe. Bánh chuối nè, hồi có bánh tét nhỏ nhỏ xíu nữa. Bánh nước cho hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nước cho là bao nhiêu một đòn nhỏ xíu nè? 8.000 đòn nước cho. À, đây là bánh ít. À, bánh ít dừa, bánh ít đậu và cháo nước. Đầy đủ chưa nghe? Dạ, bánh bèo nè cơ. Dạ. Cái bánh bèo ha. Bánh bèo. Bánh ít chần. Có bánh ít chần luôn. Dạ, bánh ít chần. Dạ. Này là cô tự làm hay là cô lấy của người ta là gì bán? Mình ở nhà mình làm nhiều cơ. Thôi, làm nhiều dữ vậy hả? Ở nhà làm nhiều lắm. Dạ. Súng ra làm. Dạ. Quá trời luôn. Cô bên đây là của cô luôn không? Cái này là của cô hết luôn hả? À vậy hả? À, đậu hũ bánh lọt. Dạ. Dạ. Rồi quá trời luôn ha. Dạ. Cái này bao nhiêu một cái xôi này cô? Thôi vậy. Dạ. Chắc con lấy cái này đi cô, cho con một gói xôi đi. Thôi chắc khỏi bịch đi cô, con ăn luôn à. Ăn luôn đó, đó con đói bụng nên đi xác cho đói bụng mà. À, này làm tỏi luôn. Tỏi ngâm dưa chua luôn. Này chắc Tết ta bán được nhiều á. Quá trời mặt hàng ăn uống rất là nhiều luôn nghe. Này gian hàng này là của hai bà luôn. Con quay lên hiểu gì con? Dạ đây đó Việt Nam. Đây đó Việt Nam, nhà con rau câu nè. Dạ. Đó, còn bên đây là rau câu. Cái này lá chuối tôm mình xay ra nè. À cái này là bà tự nấu luôn hả? À, tự nấu nè, lá chuối tôm. Rồi đông đá luôn. Dạ.
này có khát nước là uống mấy cái này là rất là bổ dưỡng. Dạ. 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 Cái này chanh dây luôn hả? Dạ. Ờ quá trời, có nhà đam luôn, nước sâm. À mía lao. Trời ơi quá trời, bà mẹ bán quá trời nhiều hàng. Ờ bà mẹ đòi tặng gói xôi nữa. Rồi. Sâm hả cô? Sâm hả? Rồi bằng lá sâm đó. Lá sâm tươi á. Dạ. Cái lá mà con lấy về quê con lấy mấy cái keo dài 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 trên cái hàng rào á. Dạ, là lá sâm. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, con chúc cho cô bán đắt nghe. Rồi, chúc mừng con. Cái này ăn tại chảo luôn. Dạ, quá trời, chắc này người ta cũng vô trong hàng quán ăn uống. Đây đó, Việt Nam á cô. À, chúc hai cô bán đắt nghe. Rồi, cảm ơn cô nghe. À, ghi lại nữa. Đi lại luôn. Dạ thôi con đi nghe. Dạ. Đây phía đây chị này bán khoai lang bắp chuối nấu. Mình thấy cũng rất là đắt luôn nè. Thấy người dân người ta buôn bán được mình cũng mừng lắm. Nhưng mà nếu như mà theo mình thấy thì bán những cái mặt hàng thiết yếu thì lúc nào người ta cũng cần, dù kinh tế có lên hay xuống người ta vẫn mua mấy cái mặt hàng thiết yếu đó. Mày bán khoai lang. Đó, xem mấy bụng là mua ít khoai lang với chuối với bắp ăn là no tới trưa luôn. Bán không chịu ăn luôn. Rồi phía bên đây anh này anh bán bông cúng. Một phía bên đây là mình thấy khu này bán nhang đèn đồ cúng. Nay với ngày mai người ta sẽ bán được rất là nhiều hàng luôn. Này giờ cúng đưa ông táo về trời đó. Rồi sắp tới là rước ông bà. Đây bữa nay mua nhang đèn. Năm nay mình thấy nhang người ta cải tiến ra rất là nhiều loại nhang luôn. Có nhang đốt xong thành cái bông luôn. À, nhang này nè, rất là nhiều loại nhang luôn nè. Rồi, tha hồ mà lựa luôn. Lúc này người ta đang lựa mấy cái này để về cúng đốt mấy ngày Tết. Đốt xong mà nở cái gì á? À, đốt xong nở lên. Nở cho cái vỏ phải không? À, rồi nó cái đầu cái nó rụng từ 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 từ. À vậy hả? Hay ha, năm nay có cái nhang này hay ha. Nhang nở hoa. Nó có màu đỏ với màu vàng. Bên trong có màu đỏ với màu vàng. Có nhiều màu luôn. Ngày nó tên như thế nào nó khỏi là nó thành 5 ngàn.
chị này chị bán được rất là nhiều hàng luôn. Mấy cái này là cái để hương hương trầm luôn, cái sông hương á, mình để cái này là trầm nè, trầm hương nè, để vô trong đây là đốt là nó ra cái mùi thơm rất là dễ chịu luôn. 1.600 đồng rồi nè. Thấy khu nhan đèn bán rất là nhiều hàng luôn. Hôm nay có nhiều loại nhan nữa chứ. Đưa vàng tiền bạc luôn. Phải đưa lên mà. Quá trời. Được nha. Đây 307. Đây chục việc có 10.000, 7.000 thôi cô ơi. 7.000. Bán thôi. Họ tin lên, tí đi chăm cứng. Họ tin lên rồi con muốn ba nè. Ồ cái này là mấy cái tỏi. Tỏi, tỏi đem đĩa. Đem đĩa cũng đĩa. Cái này là bao nhiêu một cái này vậy anh? Cái này 1 2 3 4 5 7 tầng là nhiêu vậy? 55.000 7 tầng. 5 tầng 45. Còn cái này cái 3 tầng. À, hôm nay có cái này là sắp sẵn luôn ha. Sẵn là mua gì cúng thôi. Mấy hôm nay mua bán được không anh? Hả? Hôm nay mua bán được không? Không bằng mấy năm trước rồi. Không bằng hả? À. Thấy cũng đắt khách mà. Không bằng mấy năm trước em. Vậy là mấy năm trước là đông ghen hơn nữa hả? Nhiều lắm. Giờ giá hả? Này treo mấy cái này mua về để treo nhà, treo lên mấy cây mai nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn. Nên hôm nay thấy hàng quá cũng rất là nhiều, mọi người mua thì ít hơn hả? Đây bà chủ à, bà chủ vui. Ngày mới là đông phải không? Mới đông dữ lắm. Dạ, ngày mai là ngày cúng chánh mà. Đây bên đây là đó bán mấy cái đồ giấy đi đốt đó. Phía đây là mình thấy bán được rất là nhiều nè. Mua vài bó nhang cũng lớn á. Hôm nay người ta sắp sẵn mấy cái tỏi để cuốn đĩa. 12 tiếng à cô ơi. 12 tiếng à. Cái cuộn này cũng vừa vừa chắc không lớn lắm. Tôi muốn mua có lớn gì không? 56 luôn. Bên đây người ta đi xe, kẹt xe luôn. Tết thì mấy khu này là bán rất là đắt. Mấy mặt hàng, mấy cửa hàng thì nó giống nhau. Bán cũng bán tỏi chân nè, cũng bán nhang đèn.
này mình sẽ tiếp tục đi nha. Ở phía bên đây là nơi bán trái cây với hoa rất là nhiều luôn. Ở Sa Đéc thì trái cây nhiều dữ lắm, gần Vĩnh Long đó, với ở khu vực miền Tây gần như là trung tâm luôn, cho nên là trái cây đổ về rất là nhiều. Chị này chị bán hoa này. Quá đẹp luôn. Cái bông đó bông gì vậy cô? Nụ tầm xuân. Dạ, nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây còn rất là nhiều nữa. Cái đó giống như là người ta cắm như cho chậu rồi. Nụ tầm xuân. Hoa quá trời nhiều luôn. Chừng luôn. Này hoa hướng dương nè. Còn cái này là hoa giống như loại cúc vậy đó, nhưng mà người ta nhúng màu, nhúng từ cái gốc hút lên. Hoa quá trời đẹp. Tết ta trưng dữ lắm, chết ta bán mấy cái này nhiều lắm. Đặc biệt là nay mai vừa táo về trời ta mua bông để cúng nhiều lắm. Phía bên đây nè, quá trời bông luôn. Bông cúc nè. Ở trong này người ta làm mấy cái dòng hoa nữa. Nụ tầm xuân, bên đây cũng có bán cái này. Thôi, cái này giống như cây cỏ mà nó rất là giống cây lúa luôn. Chị này chị đang cắm hoa. Ủa cái bông đó bông gì vậy chị? Mẫu đơm. Quá đẹp luôn. Cái bông mà cái nhị màu đen là bông gì chị? Cúc Nhật. Cúc Nhật hả? Phía bên đây chị cũng cắm sẵn nè. Quá đẹp. Rồi. Chị cái này là cái gì chị? Bông cái này cái gì? Cỏ lúa. Cỏ lúa hả? Cây cỏ mà rất là giống cây lúa luôn. Dạ, nhìn đẹp ha. Đây là ta sơn ta nhiều màu nữa. Nụ tầm xuân. Quá chừng đẹp luôn. Ở đây là nụ tầm xuân cắm nhiều màu xen kẽ. Rồi, chào anh. Tết bán được không anh? Lai gai hả? Rồi, bông quá trời đẹp luôn. Quá chừng. Cái này thì chủ yếu là người ta sẽ nhập hàng từ Đà Lạt về. Hoa quá trời đẹp luôn. Chừng cái bình nụ tùm xuân này nhìn đẹp dữ nha. Nhưng có lấy cái nào đi mình đúng. Ở Sa Đéc nổi tiếng là bông, bông của Sa Đéc là bông của Đà Lạt gom về. Hai nơi trồng bông lớn nhất cả nước. Ừ.
cái chậu nụ tầm xuân này còn treo thêm tiền nữa, tiền. Cái này là mà chân ở phòng khách thì rất là đẹp hơn. Nhưng mà mình nghĩ chắc chân mấy cái bình nhỏ nhỏ gì vừa nè. Cái đó chân mấy cái chỗ mà phòng khách sẽ phải rộng lắm chân được cái bình đó. Thì này chị đang cắm hoa rất là đẹp. Nụ tầm xuân rất là nhiều. Còn phía bên đây trước mặt cô chú anh chị là khu bán trái cây rất là nhiều luôn. Trái cây nhập từ các tỉnh miền Tây, tỉnh cũng trong tỉnh Đồng Tháp luôn, đặc biệt là ở bên Vĩnh Long là nhập rất là nhiều. Vĩnh Long cũng sát bên đây nè, nhưng mà bên đó người ta trồng được nhiều loại trái cây lắm. Bưởi nè 20.000 đồng một ký. Bên này cũng có sầu riêng luôn, sầu riêng trái hết biết không. Trái cây nhiều dữ lắm, nguyên một con đường bán trái cây không à. Bây giờ mình sẽ đi con đường này dài xuống dưới nha, tại vì có thể là ngày cúng đưa ông táo về trời hoặc là rước ông bà thì trái cây bán được nhiều. Này là sầu riêng bao ăn, sầu riêng Thái lép món thon. Còn này trái cây 3.000 luôn. Ở Đồng Tháp mình thì nổi tiếng là xài cát Hòa Lộc, xài cát Chu. Bên Cao Lãnh xài cát Cao Lãnh trồng rất là nhiều. Như ở đây mình thấy nguyên một cái sạp xài rất là lớn rồi. Xài cát Hòa Lộc 50.000 đồng một ký. Bên đây là xài cát Chu chín cây 20.000 đồng một ký. Còn bên đây nó đẹp hơn 25.000. Đây nữa xài nguyên một gian hàng xài rất là nhiều luôn. Xài này là xài Thái ngọt, xài này là lần đầu tiên mình thấy nè. Cát Hòa Lộc cái này nó chín thì nó không được đẹp, bán 30.000 đồng một ký. Còn xài đẹp là 50.000 đồng một ký. Okay. Phía bên đây là mấy cô bán thanh long, dưa quýt hồng lai dung, dưa cam, quýt hồng lai dung thì giờ này bắt đầu người ta thu hoạch cái đem ra bán để chưng Tết rồi. Ở quýt hồng nó rất là đẹp luôn, chưng Tết thì đẹp. Bán hồng với sâm chê. Cô bác thấy trái cây ở chợ Sa Đéc là 3.000 luôn, người ta bán tới ban đêm luôn, bán tới tối luôn. Nguyên một đoạn đường rất là dài bán trái cây. Phía bên đây là người ta bán hàng tạp hóa, bánh kẹo, bán mấy cái giỏ quà nè. Bây giờ mình sẽ đi hết gian hàng trái cây này cho cô chú anh chị xem nha. Rồi mình sẽ đi ở phía bên hàng tạp hóa. Trái cây bán rất là nhiều loại, có vú sữa nè, mãng cầu ta nè, nhãn nè, hồng, quýt, thanh long, bưởi. Cái giờ bán được không em? Em bán thanh long thôi hả? Thanh long ruột đỏ. Bên đây là bán bưởi, bưởi da xanh. Bán này bên nhãn, nho, táo. Có thể là ngày cúng thì bán trái cây với hoa sẽ được hơn.
đây có một đoạn bán hoa rất là nhiều luôn nè. Đây bán hoa bán lẻ quá chừng luôn. Hoa quá trời luôn, hoa cúng. Những cái hoa này mình về mình mua về mình trưng trong nhà cũng rất là đẹp. Trưng bàn tiếp khách thôi cũng rất là đẹp, là bàn làm việc á. Còn đặc trưng của miền Tây của mình cúng là cúng bông vạn thọ nè. Bông vạn thọ cúng. Bữa nay mình thấy người ta cũng mua lây ra về cúng. Bữa nay mình thấy người ta bán trái dư rồi đó. Trái dư này là cúng mấy ngày Tết. Giống như người ta cúng theo cái tên nữa, dư giả. Một trái gì là nhiêu tiền hả cô? 5.000 đồng trái. Chết luôn bây giờ. Nào bà, ba cái mồi lửa hoài luôn. Hai cái 10.000. Tôi mới hàng cho nó một cái 10.000. Em đem ra 5.000 rồi, tại tôi đem ra chợ hàng chứ nó nếm mấy chàng ngàn trái rồi. 35.000, 500.000, 500.000. Nó lấy. Cái trên này là còn bán xài cá quả lọc này. Ồ, mấy trái xài quá trời đẹp luôn. Xài này chắc giá cũng rất là cao. Quả lọc quá đẹp. Cái bên này là cô bán bánh cam. Bánh cam. Nãy giờ bán được không cô? Bán cũng lại gai à. Mà lại gai ha. Dạ. Ồ, bánh cam ngon quá ha. Thầy cô bán nhiêu cái ạ? 10.000 4 cái hả? Rồi lấy con 10.000 đi. Có cái bán cái bên đây cũng là bánh bánh cam không cô hay là? À bánh cam. Bánh nào chứ? Chắc bánh đường rồi đi. Bên đây nè cô. Mua 4 cái bánh cam. Dạ. Ồ, phía bên này chị này bán khoai mì. Phải mì hấp lá dứa hả chị? Đúng rồi, hấp nước dừa. À nước dừa. Rồi có thêm lá dứa cho nó thơm thấy không? Lá dứa cho nó thơm. Cái món này mới á. Ồ, cái bên này khoai lang. Chuối là chị bán như sao ạ? Chuối này em bán 4.000 một ký. À bán theo ký. Đúng rồi, bán theo ký. Tại vì cũng vậy luôn. À, cũng 40.000 luôn hả chị? Còn cái này là bán như sao? 30.000 ký. Con này cũng từ phải từ phải không? Phải từ cũng vậy luôn. 30.000 luôn. Dạ. Yeah. Lấy cho em lấy một củ lấy hai củ phải từ đi. Với hai củ khoai lang. Này mua ăn sáng. Dạ thôi được rồi. Dạ. Yeah. Rồi tặng cho ăn củ nữa. Rồi cảm ơn chị nghe. Rồi giờ này mình tiếp tục đi dọc con đường bán trái cây nè. Đó, mình thấy cũng người ta mua lây gai à. Người ta có để giá hết nè. Có quýt này là 30.000. Quýt ngọt 30.000, 35.000 đồng ký. Mãng cầu cầu ta. Một ký hả? Cái vú sữa này là bao nhiêu tiền ký? 25 hả? Chị mua 1 ký.
chứ không mua không cho đi sao? Hù là em sợ à. Ủa vú sữa này, vú sữa gì vậy chị? À super này ngon lắm nè. Dạ đúng rồi, super nó ngon lắm. Hù là em sợ nè, mua liền. Chắc bốn trái đi. Vét luôn hả? Tặng nữa hả? Rồi đó. Giờ đi chụp hình nè. Anh cầm vậy rồi tay đó anh bóc tiền á. Bởi gì? Cái này em cầm giùm cho. Giờ này người ta đi mua trái cây nè. Dạ con không mua thôi. Dạ đi chụp hình Tết. Phía bên đây là bán quýt này. Quýt này thì chưa phải là quýt Hồng Lai Dung. Hồng Lai Dung năm nay em thấy đi cũng đây cũng ít. Giờ này mình tiếp tục đi hết con đường luôn nha. Hết con đường bán trái cây luôn. Phía bên này là đường Nguyễn Sinh Sắc, lúc đầu mình có giới thiệu đó. Thì đi về tay trái thì đi về cầu Mỹ Thuận, đi về Sài Gòn luôn. Còn về tay phải thì đi về Cao Lãnh hoặc là đi về Vàm Cống. Phía bên này là người ta bán bông nè. Ủa lúc trước bán thanh long mà phải không? Giờ bán bông. Bán theo thời vụ phải không? Bán đầy đủ luôn trời. Hôm nay bán bông được không? Được, lai gai. Có ngày mai bán nhiều phải không? Ngày mai có ngày thôi. Nay mai luôn. Chung luôn á, chạy bán xe. Quá trời bông rồi, mình bán bông hết biết không? Ủa, dài dãy dài lại đằng kia luôn hả? Dài luôn đó. Rồi, tiếp tục. Quá trời, mấy cái vỏ, mấy cái thùng bông này à. Ở đây là cái khu này là bán rẻ, người ta mua đông lắm. Trường dân ở chỗ này bán bông mua đất rồi. Rất là đẹp luôn, tại bán rẻ. Một bó gì là 15.000. Trời mà để ta hình chính tao luôn. Ở nhà chứ có ở đâu.
trời luôn. Hiện giờ là mình đang ở đầu chợ Sa Đéc, mình đi từ ở dưới đi lên. Chợ Sa Đéc, chợ Sa Đéc cửa Nam nè, ở phía mình nãy mình đi là cửa Bắc. Giờ mình sẽ đi qua bên mấy gian hàng bán đồ Tết, đẹp quá. Đó giờ bán cái này được không cô? Chưa, năm nay chậm quá rồi nè. Mà giờ chắc cũng chưa tới Tết. Mỗi năm là giờ này cũng đùng rồi mà năm nay sẽ dữ lắm. Bởi người ta chưa có đi Tết nhiều á. Không có, là biết sao chán lắm rồi. Dạ. Thấy cái này mỗi năm người ta mua, thấy mua nhiều thiệt. Năm nay là chưa ha. Người ta biết khách hàng đó. Dạ. Rồi năm nay là không ai biết khách hàng của cô. À, không ai biết khách hàng luôn. Dạ. Không ai biết khách hàng luôn. Dạ. Rồi cái do cái như cái vỏ quà này là 450.000 nè. Rồi cô gói sẵn luôn. Còn cái hộp yến này là bao nhiêu cô? 200.000. Dạ. Này là ôm đi đi qua đi Tết thôi. Làm sẵn hết trơn mà đợi khách tới thôi. Lo cho khách hết trơn. Lo lắng trơn luôn mà không chịu mua. Như vỏ này là 300.000. Rồi một hộp bánh chocobai nè, bánh phồng tôm, một hộp trà, một hộp mứt dâu. Đó. Rồi con chúc cho cô bán đắt nha. Gian hàng này là gian hàng bán quà Tết, bánh mứt của chợ Sa Đéc ở trung tâm luôn á. Ở phía bên đây cô cũng gói sẵn quà để chờ khách tới đó. Phía bên đây là bán bánh mứt, bán ký, bán hộp luôn, có bia nữa. Và gian hàng rất là lớn. Mình thấy cửa tiệm nào người ta cũng gói quà sẵn hết chứ. Phía bên này là bánh mứt, bánh kẹo, bán ký. Quá nhiều luôn. Này là mấy cái vỏ quà gói sẵn. Cửa tiệm nào cũng như vậy, giống nhau, cũng bánh mứt rồi gói sẵn cho khách. Cô này cũng đang bán. Đây là bánh mứt quá trời luôn. Này là để sẵn luôn. Này bán được không chú? Ôi, mất quá trời luôn. Sẵn. Thì bên này là những cái vỏ quà gói sẵn. Có cần Tết người ta đi mua đông. Tại vì lúc đó người ta mới có thời gian. Còn giờ người ta cũng còn lo đi làm á, là người có chỉ có những người nào mà rảnh thì người ta đi mua sắm trước, người ta chuẩn bị nhà người ta trước thôi. Còn đa phần là trước 27-28 hoặc là buổi tối tới 27-28 thôi. Đi mua đông lắm. Ở đây gói rất là nhiều quà sẵn luôn nè. Đang chờ khách. Rồi bên trên cái hàng chú này gói quá nhiều luôn, nhưng mà chắc là cận Tết đó chú, gần Tết người ta mới đi nhiều, chắc 27-28. Không mà con nghĩ cái đi quà này chắc phải qua mùng người ta mới mua nhiều nữa. Cái chuyện đó dĩ nhiên là đi cúng kiến rồi đó, mình thấy mỗi năm rồi giờ này là bán thu rồi. À giờ này là giờ cũng đã ngon rồi ha. Mua người ta biếu rồi. Dạ. Năm rồi tớ bị Covid mà mua nhiều hơn năm nay. Thấy gói sẵn sàng chưa? Đẹp ha. Dạ. Mà chắc buổi tối người ta đi đông. Cũng không đông, cũng như bình thường. 8 giờ gắn queo rồi. Dạ. Hôm nay đi tới 11, 12 giờ còn đi. Dạ, thôi giờ đợi tới 27-28 rồi coi sao. Sao? Tình tế. Rồi, chúc cô chú bán đắt nha. Rồi, cảm ơn cô chú.
giờ mình đi tiếp nha. Cô này cô đang có ý kiến nè. Dạ. Dạ Đồng Tháp luôn. Dạ. À lớp giò à? Dạ dạ dạ. Mấy này bán được không nha anh chị? Đấy, hôm nay ấy muốn năm trước hả? Chắc phải đợi tới 7/28 á. Thấy người ta đi mua cũng rất là đông. Nhưng mà chủ yếu là những cái mặt hàng thiết yếu thôi. Còn mấy cái đồ này chắc mình nghĩ chắc gần Tết bán mới được nhiều. Ủa anh bán này hả? Ông nội nó bán kìa, chắc con bán vua chắc bẹ con bển kìa. Rồi vô trái cây kem chua Yến của bé ơi. Hello, ông xin chào, mình đang vua trái cây chua chết luôn rồi. Quá trời bán vàng. Trời ơi, bán lấy tiền làm kiếm viên. Rồi, được cái tiền rồi đó, giờ sao lấy được không? Thôi, tao đâu có giàu khó đâu. Là như mày, con cưới mày đúng không? Giờ này mình sẽ đi vô trong nhà lòng chợ. Nhà lòng chợ của Sadec bán quần áo, giày dép nè. Rất là nhiều luôn. Đồ may mặc. Mùng mền chiếu gối. Mới có mấy năm cũng như được mười mấy tuổi. Tôi tìm trẻ. Dạ. Bán không được cái gì cô? Ủa cô bán sao nào ạ? Này à, thấy sáng cũng có khách đi lai cai phải không? Dạ. Còn năm nay bán ít hơn năm rồi hả cô? Bán gấp 1.000 lần luôn. À dạ. Mỗi năm thấy gần Tết người ta đi mua quần áo với dép nhiều. Đúng rồi. Dạ. Dép mới nè. Dép nè. Quá trời đi. Dạ, đây đó Việt Nam. Đây đó. Dạ. Quá trời. Rồi chừng nào có là hình. Dạ chiều có. Đây đó Việt Nam nha. Dạ, sao này sao của cô hả? Đúng rồi. Trời ơi, bán giày dép. Hình như có vô đây mua một lần rồi. Dạ. Quá trời luôn. Giày dép bán hết biết không? Giờ mình đi con đường này quay lại. Khu bên đây thấy bán dép quá trời luôn. Mày bán nón nè. Nón kết, nón bo. Còn phía bên đây bán vàng. Trời ơi. Rồi chú dưới đây nha. Chỗ này đi vệ sinh. Này bán ba lô. Quá trời ba lô luôn. Thường mỗi năm trước thì Tết thì mua mấy cái này dữ lắm luôn. Không có giấy luôn. Bên đây thì quần áo Tết. Cầm đồ nè. Phía bên này quần áo Tết chuẩn bị rất là nhiều luôn. Nhưng mà thiếu người đi mua. Thấy cũng rất là vắng.
Giờ này khoảng 9 giờ sáng thôi nhưng mà thấy cũng không có ai vô đi mua. Mua mấy hàng này thì chủ yếu là khách du lịch sẽ mua nhiều lắm. Cô đang soạn đồ Tết. Quay là phải có view nha, phải chợ truyền thống phải đông ào ào vô nha, chứ chợ truyền thống thì là chết danh rồi. Sao thấy năm nay ít người đi mua vậy chú? Thôi năm nay đắt dữ lắm đi chứ. Đắt dữ lắm, không thấy người. Chạy lắm mắt này, chạy từ đầu trên tới đầu dưới thử đụng người à. Đắt còn không thấy tài lắm chứ sao. Dạ. Hay là gần chút nữa, gần Tết chút nữa mới mua đi cô. Không biết em ơi. Căng quá khổ rồi. Nhìn chút rồi. Như năm rồi bữa nay là đắt không cô? Đắt đắt. Ui xèo xèo. À. Hôm nay xèo xèo ui. Thấy cô chuẩn bị đồ quá trời nhiều luôn. Quá trời nhiều, mỏng em mua ở trên thấy không? Dạ. Yeah. Cổ văn chưa? Hôm nay có áo dài đẹp. Dài truyền thống. Dạ. Thôi đừng quay nữa. Cho bả lên TV đi. Mời đừng quay. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Cái ơi cô. Dạ. Thành phố xuống rồi vậy? Dạ không, con cũng ở gần đây vậy cô. Chú mày thành phố xuống là gì, Đồng Tháp hả? Dạ. Đại Đồng Tháp mình xuống cái gì? Dạ không có. Rồi mình đi tiếp nha. Chỗ đây có mình đi. Quần áo thì người ta trưng bày nhiều lắm, đợi khách vô mua. Nhưng mà được cái là gian hàng này cũng có người buôn bán hết, không ai bỏ, cũng đỡ, chắc bán lai gai. Không ai mua chứ. Sáng giờ có bán được mỗi năm không cô? Bán được một bộ đồ 140 dạ. Rồi năm trước là nó là sao cô? Năm trước bán được không? Năm trước đỡ hơn năm nay. Chứ đâu có mà năm nay gì đâu mà một năm gì trơn. Dạ, không ai đi vô trơn ha. Không ai vô trơn. Dạ. Sáng giờ cô bán được bộ đồ 140 luôn. Dạ. Rồi nếu mà gần Tết hơn nữa nó đỡ không cô? Không biết từ đây đâu còn có mấy ngày nữa chứ gì, còn 7-8 ngày nữa gì. 7-8 ngày, nhiều khi giờ người ta còn đang đi làm. Không biết là sao. Trời, mấy năm là giờ này là chen chân không lọt. À vậy hả cô? Chợ chen chân không lọt đâu, người ta đi dữ lắm. Dạ. Năm nay nè, có hội chợ nè. Bán trên mạng nè, rồi bán mấy cái xe đẩy ở ngoài đường nè, ông đoán tùm lắm. Dạ. Mấy người trong đây là mấy trong cái đảo. Dạ, ở trong nhà lòng chợ thì thường người ta ít vô hơn, mấy cái người bán ngoài lề đường. Xe rồi tùm lắm cho. Dạ. Mà trong đây thì biết mấy bà, mấy ông bán cái chợ này. Dạ. Cái gì cũng đắm, gì. Không mà mấy năm nay thì online, ta bán online dữ lắm luôn. Bán online dữ lắm. Còn chợ truyền thống của mình thì nó hơi... ít khách hơn. Lắm luôn chứ đừng nói bán là ế luôn. Dạ. Bóc lại. Thôi con chúc cho cô Tết bán đắt nha. Cảm ơn con nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rồi mình xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem. Chúc cho cô chú anh chị có một ngày thật là vui vẻ nha.